xin hãy đi mau và tay cầm theo chút quà hiếu. Khi anh đến gặp nàng thì trước hết có đàng hoàng và nụ nở nụ cười tươi. Em không muốn sang giàu, không ham điều gì phải cao, chỉ muốn chàng ca lăng mình lo. Thay thế em cánh nói thật lòng làm thân con gái thì mong.